xin mời quý khán giả đến với bản tin nhìn ra thế giới. Với diện tích hơn 16 triệu km2, được bao quanh bởi Bắc Băng Dương, Bắc Cực là một trong những khu vực có khí hậu lạnh giá nhất trên trái đất. Nhiệt độ vào mùa đông tại đây có thể xuống tới âm 50 độ C, trong khi mùa hè thì ngắn ngủi và thường ở ngưỡng 0 độ C. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu lại đang mở ra những cơ hội ở một vùng đất mới với nhiều lợi ích về kinh tế và chính trị như Bắc Cực. Và điều đó cũng đang làm nóng lên cuộc chạy đua để tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây giữa Nga, NATO và một số nước khác. Trước khi phân tích sâu về vấn đề này, mời quý vị cập nhật một số tin tức thời sự quốc tế. Các phái đoàn từ các quốc gia châu Phi đã đến căn cứ Andrews, Maryland, ngoại ô Washington DC trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ, châu Phi. Tại đây, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố sự ủng hộ của Mỹ đối với việc Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực G20. Nam Phi hiện là thành viên G20 duy nhất đến từ châu Phi. Hồi tháng 8, Mỹ đã công bố một tài liệu chiến lược mới về châu Phi cận Sahara, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi có cùng chí hướng. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, thực hiện thỏa thuận ngũ cốc và nhiều khía cạnh hợp tác song phương. Tổng thống Nga Putin đã vạch ra những đánh giá cơ bản của ông về tình hình Ukraine. Về phần mình, ông Erdogan đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Ngày 11 tháng 12, tàu vũ trụ của một công ty khởi nghiệp Nhật Bản đã được phóng lên mặt trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản và cũng là sứ mệnh đầu tiên do một công ty tư nhân nước này thực hiện. Tàu vũ trụ Hakuto Air đã được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào 2 giờ 38 phút theo giờ địa phương, tức là 14 giờ 38 phút theo giờ Việt Nam. Đây là phần đầu tiên trong chương trình khám phá vũ trụ mang tên Hakuto Air, có nghĩa là thỏ trắng theo tiếng Nhật. Trước đó, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc đưa thành công robot lên bề mặt mặt trăng. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ của iSpace sẽ hạ cánh xuống phần bề mặt nhìn thấy của mặt trăng vào tháng 4 năm 2023. Trước kia, những lớp băng dày hàng mét đã thách thức bất kỳ nỗ lực nào của con người để di chuyển bằng tàu bè ở khu vực lạnh giá này. Song băng tan đang mở ra tuyến đường vận tải mới đầy hứa hẹn. Điều này khiến Bắc Cực trở thành khu vực kinh tế và chính trị quan trọng mang tầm vóc toàn cầu, khi mà vùng biển nơi đây có thể thông thường với châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Khoảng 90% hoạt động thương mại quốc tế đều diễn ra tại khu vực này. Hiện tàu thuyền chở hàng từ châu Á tới châu Âu sẽ phải đi qua Ấn Độ Dương, kênh đào Suez và tiến vào Địa Trung Hải. Thế nhưng khi Bắc Cực trở nên hiền hòa hơn, thì thời gian vận chuyển đường biển lên phía Bắc dự kiến sẽ rút ngắn 19 ngày và chi phí giảm xuống từ 20% đến 25%. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, dưới vùng biển giá lạnh của Bắc Cực chứa khoảng 1/3 trữ lượng khí đốt và 1/4 trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Ước tính trữ lượng khoáng sản, năng lượng ở vùng này có thể có giá trị lên đến hơn 30.000 tỷ đô la Mỹ. Bắc Cực quan trọng trước hết là vì nó đang thay đổi rất nhanh. Với sự tan chảy của tròng băng, đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các quốc gia Bắc Cực và ngoài Bắc Cực về tiềm năng kinh tế, từ năng lượng cho đến kim loại và khoáng sản, đến việc mở ra các tuyến đường vận chuyển mới. Vì vậy, có rất nhiều quốc gia coi Bắc Cực là khu vực nhiều cơ hội tiềm năng mới. Một con tàu phá băng mới có thể xuyên qua lớp băng dày 2,8 mét đã được hạ thủy tại thành phố Saint Petersburg của Nga mới đây. Nó được thiết kế để chống lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở cực Bắc. Yakutia sẽ giúp nâng cao tầm quan trọng của tuyến đường biển phía Bắc, cho phép tàu thuyền đi đến các cảng châu Á trong vòng 15 ngày, nhanh hơn qua kênh đào Suez. Yakutia dự kiến bắt đầu gia nhập hạm đội vào cuối năm 2024. Nga cũng đang phát triển một tàu phá băng hạt nhân siêu mạnh khác mang tên Rosia. Con tàu dài 209 mét và có thể phá vỡ lớp băng dày tới 4 mét. Nó dự kiến được hoàn thành vào năm 2027. Phát biểu tại lễ hạ thủy, thông qua liên kết video từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, con tàu phá băng mới mang tên Yakutia có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga trong nỗ lực tìm kiếm thị trường năng lượng mới và củng cố vị thế của nước này như một cường quốc ở Bắc Cực.
Nhưng con tàu như vậy có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi, cần thiết cho việc nghiên cứu và phát triển Bắc Cực, đảm bảo hàng hải an toàn và bền vững, tăng cường giao thông trong vùng miền Bắc. Xin nhắc lại, việc phát triển hành lang giao thông quan trọng nhất này sẽ cho phép Nga khai thác triệt để tiềm năng xuất khẩu của mình và thiết lập các tuyến hậu cần hiệu quả, bao gồm cả đến Đông Nam Á. Bên cạnh những lợi ích kinh tế, Bắc Cực còn có vị trí trọng yếu trong chiến lược an ninh của Nga. Trong cuộc đua ngày càng quyết liệt này, Nga đang có nhiều ưu thế vượt trội. Là quốc gia sở hữu 53% diện tích khu vực bao quanh Bắc Cực, Nga xem vùng này là sân nhà. Đối với Moscow, đây là một khu vực chiến lược có giá trị thiết yếu cả về chính trị và phát triển kinh tế, nên việc bảo vệ khu vực này đã được ghi trong học thuyết quân sự của Nga. Trong những năm gần đây, các đồng minh NATO và Nga đã tăng cường các cuộc tập trận trong khu vực, nhưng phương Tây thua Nga về sự hiện diện quân sự tại đây. Các chuyên gia về Bắc Cực nói rằng phương Tây sẽ mất ít nhất 10 năm để bắt kịp sự hiện diện của Nga. Kể từ năm 2005, Nga đã mở hàng chục căn cứ quân sự ở Bắc Cực, hiện đại hóa hải quân và phát triển các tên lửa siêu thanh mới. Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một chiến lược hải quân mới, cam kết bảo vệ vùng biển Bắc Cực bằng mọi cách. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Reuters tổng hợp, số lượng căn cứ của Nga bên trong vành đai Bắc Cực nhiều hơn của NATO khoảng 1/3. Nga hiện có 11 tàu ngầm có khả năng phóng vũ khí hạt nhân tầm xa, 8 trong số đó đóng ở bán đảo Kola Bắc Cực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, hạm đội tàu phá băng của Nga cũng đông hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Chúng ta cần phải đầu tư vào công nghệ mới và tất cả chúng ta phải trả lời câu hỏi khi nào thì chúng ta rời bỏ nền tảng thời đại công nghiệp, khi nào thì chúng ta chuyển sang công nghiệp mới hiện đại hơn, tập trung vào hiệu quả hơn là tập trung vào nền tảng. Và thứ mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm là hệ thống không người lái, sử dụng dữ liệu lớn, giám sát vệ tinh. NATO và các đồng minh Bắc Cực đang thay đổi lập trường của họ. Canada đã cam kết tăng chi tiêu quân sự khoảng 13 tỷ đô la, bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống radar cảnh báo sớm với Mỹ. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ hay NORAD và các máy bay giám sát mới có khả năng phát hiện tàu ngầm. Kể từ năm 2020, một bộ chỉ huy lực lượng chung ở Norfolk, Virginia của Mỹ đã giám sát Đại Tây Dương. Nhưng Hội đồng Đại Tây Dương, một cơ quan cố vấn của Mỹ cho biết, số lượng vệ tinh phía trên Bắc Cực không đủ để có một cái nhìn toàn diện. Quân đội Mỹ cũng cho biết họ đang lên kế hoạch nâng cấp đầu tư lớn tại một căn cứ của Mỹ tại Tully, Greenland để sửa chữa cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Na Uy có diện tích biển trải rộng trên 2 triệu km vuông, có 4 vệ tinh giúp giám sát Bắc Cực. Họ sẽ phóng thêm 4 vệ tinh nữa, 2 chiếc vào năm 2023 và 2 chiếc vào năm 2024. Nước này cũng đang đầu tư 35 triệu đô la vào không gian Andoya để thiết lập một sân bay vũ trụ. Thụy Điển và Canada cũng đang lên kế hoạch cho các sân bay vũ trụ ở Bắc Cực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus đã thảo luận hợp tác quân sự song phương và ký kết sửa đổi một thỏa thuận về điều khoản chung đảm bảo an ninh khu vực. Thỏa thuận này là một bước tiến nữa trong mối quan hệ gắn bó nhiều mặt giữa hai nước láng giềng anh em, Nga và Belarus, hiện đang là thành viên của cơ chế nhà nước liên minh với mức độ hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Minsk. Hai bộ trưởng đã thảo luận hợp tác quân sự song phương và ký kết sửa đổi một thỏa thuận về điều khoản chung đảm bảo an ninh khu vực, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga cho biết, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Shoigu đã khẳng định quan hệ đồng minh giữa Moscow và Minsk có tầm quan trọng đặc biệt và Belarus đã, đang và luôn là đối tác đáng tin cậy của Nga. Tổng thống Lukashenko khẳng định phương Tây đang cân nhắc các lựa chọn tiếp tục hoạt động quân sự ở Ukraine và điều này đồng nghĩa chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại đây sẽ tiếp diễn. Các sĩ quan của chúng ta đang chuẩn bị cho binh lính Nga và Belarus bảo vệ nhà nước liên minh để có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược nào từ lãnh thổ đó. Vào thời điểm này, tôi cũng như các lực lượng đặc biệt đều không thấy rằng họ sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào. Tôi nghĩ rằng họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để tiếp tục chiến tranh. Trong trường hợp đó, thì chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không kết thúc. Hiện Nga và Belarus là thành viên của cơ chế nhà nước liên minh với mức độ hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quân sự. Đến nay, Belarus khẳng định sẽ không tham gia xung đột với Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus trước đó đã thông báo rằng
gần 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus để bảo vệ biên giới. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội Belarus sẽ triển khai cùng lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine, viện dẫn các mối đe dọa từ Ukraine và phương Tây. Ngoài ra, Belarus và Nga đang thúc đẩy một hiệp ước thị trường dầu chung và sẵn sàng phê duyệt vào giữa năm 2023. Chủ tịch công ty dầu khí quốc doanh của Belarus Benefitekim, ông Andrei Rybakov mới đây cho biết, nước này đang xúc tiến để thiết lập một thị trường dầu chung với Nga theo chương trình nhà nước liên minh giữa hai bên. Năm 1999, Nga và Belarus đã cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác song phương bằng một số thỏa thuận theo khuôn khổ nhà nước liên minh Nga-Belarus. Nhiều nội dung theo khuôn khổ này đã được thực hiện cho đến năm ngoái, khi Tổng thống Belarus Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt 28 chương trình hợp tác chung. Trong bối cảnh đó, EU đã liên tục tăng cường chế độ trừng phạt đối với Belarus. Cụ thể, năm 2021, EU đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với một số ngành công nghiệp chủ chốt của nước này, một trong số đó là ngành dầu mỏ. Mặc dù lĩnh vực dầu mỏ của Belarus không bị hạn chế thêm sau gói trừng phạt thứ 6 của EU, nhưng các tuyến đường xuất khẩu đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Belarus ngày càng bị thu hẹp bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn nữa, Belarus đã mất một trong những khách hàng lớn nhất của mình là Ukraine do liên quan đến cuộc xung đột với Nga. Trước khi xung đột nổ ra, Belarus là nguồn nhập khẩu sản phẩm từ dầu lớn nhất của Ukraine và Kiev nhập khẩu khoảng 41% lượng dầu từ Belarus. Để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, Belarus và Nga đã khởi xướng các chương trình thay thế nhập khẩu chung quy mô lớn nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp của cả hai nước. Trước đây, Belarus có sự độc lập nhất định với Nga và trong một thời gian dài đã thực hiện hành động cân bằng thành công giữa EU, Nga và phần còn lại của thế giới. Nhưng kể từ năm 2020, Tổng thống Lukashenko đã cắt đứt quan hệ kinh tế cũng như ngoại giao với phương Tây và nước này ngày càng xích lại gần Moscow. Chương trình Nhìn ra thế giới xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ này ngày mai.